Ngay xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta có một series mới, đó chính là series Why Dark Net. Thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ vào xem trò chơi này có gì hay. Bây giờ trời đang tối, mình vừa mới làm xong tutorial, giờ mình phải nóng đống lửa chạy. Quán cây chậm, con gà nhỏ. Mình sẽ nấu nướng xiêm xiêm lên ăn. Ok, giờ mình sẽ đi ngủ. Cho trời nó sáng, chúng ta sẽ tiếp tục. Quá tấn công quái vật. Hả? Quá. Ơi. Nhờn. Nó đánh thúng không? Nhờn. Một khí phủ thôi. Ok, bây giờ thì mình đã đi trên đây, mình thu hoạch hết đồ rồi, không còn gì cả. Ôi lận gừng, no. Nhân, châu thế. Ok. Giờ mình phải đi tìm cái gì đó để hồi máu được. Ôi có cái room. Có cái gì đây đây, Thỏ. Nhọn. Quát xui tinh. Tên nghe rồi, chuột ở đây rồi, đứng lại con chuột, đứng lại, không nó nhận. Cái gì đây? Sẽ đi vào ngục tối. Muốn mà khoan cho chống lại. Ôi, nguy hiểm nhờ. Thôi, đi lên. Đây trong công thức đó. Cần có khi có chim đá mà nói gì. Cần tàn tích ánh sáng gì đó. Mình sẽ đi tìm nguyên nhân cơ. Ơi à, con ma nó sợ cái đó. Đây cái này sẽ ánh sáng nè mọi người. Đây nó cần cái tấm này nè. Không biết tìm nó ở đâu. Mình nghĩ chắc có ở trong ngục tối thôi, chứ mình đi xung quanh đây hết nè. Oh yeah. Có rương, mở ra xem. Bồ phép không xác định. What? Ok. Ok, mình không có bị. Ở mình đang bị chảy máu. Làm sao đi chữa? Gì đây? Sáng. Gì
bị chảy máu rồi. Mày đốt đống lửa chạy ngủ đi. Vẫn còn chảy máu. Phải tìm cách cũng hết chảy máu. Thôi thôi thôi, đi nhanh không có được. Không ở lâu được rồi. Đang bị chảy máu nữa mới kia. Có gì đây? Kinh vãi hồi. Gì đá có viết chữ gì? Cái gì? Quái vật có thuộc tính dựa lửa dễ bị tổn thương bởi băng giá. Ôi. Xử nó. Nhận. Đánh nó. Có lời nguyện không được rồi, nó dính vô cái tay mình luôn rồi. Có lửa gì đây? Bốc lửa lên. Ô, hết chảy máu rồi mọi người. Kinh ngon. Let's go. Ê, rồi sao quá. Hả? Ở đây đâu còn đường nữa đâu. Kẹt ngay cái này rồi. Mình sẽ ngủ cho nó hết lửa. Ôi trời. Không phá được ta. Mọi người đợi mình tìm cách xem coi có thể được cái hố này không nha. Ok, mình đã phá được nó rồi. Nãy giờ mới qua được cả nồi. Cái gì đây? Băng gạt hả? Bách chấm than gì vậy? Ồ. Có gì đâu. Bách. Đây toàn là cây bụi thôi. Mỏ vàng. Ồ. Bách hiểu gì đây? Điệp phiêu lưu. Au. Thank you.
bị cái gì nhỉ? Hết nước, khát nước rồi. Hy vọng cho cái nồi này có nước, ngon. Nước suối ngon. Mình có chìa khóa cửa thép. Cửa thép nào? Đang bị mất nước mọi người. Không có nước rồi. Nếu mình sẽ đi lên để uống nước rồi sau đó chúng ta sẽ đi tiếp. Mọi người đợi mình đi lên uống nước. Ok, mình đã đã uống xong nước rồi, giờ mình sẽ đi vào một cối. Phải con đó nữa. Không có thời gian, không có thời gian nghe chưa. Ok khỏe rồi. Bên đây thôi. Để chơi cái đuốc cũng được. Dùng tối có ánh sáng rồi. Ok đi tiếp thôi. Ủa trùng quá. Đâu vậy? Nói cả nồi châu. Okay. À cửa thép bên đây. Mình đã thấy cái cửa thép rồi nha mọi người. Bên đây. Nó nãy mình đi gặp mình đã chạy ra mình đóng cửa lại đi cho mày có nhiều quái lắm. Đây cái gì đây, thịt khô ui ngon. Đây cái cửa thép đây. Ô kinh thế nhờ. Nghĩ ăn miếng thịt khô đi cho hồi máu lên. Ok đi tiếp thôi. Ủa what, cái gì đây? Có đáng ngờ tầng 2. Có nên xuống không? Đã nó hồi phun máu thì mình xuống. Ô. Chỗ nào đây? Cửa ông chủ quá. Là sao? Oh shit. Chùm mồi luôn rồi. Đánh chùm. Mới vô đánh chùm mồi. What? Ăn cái dao nha con. Đánh nó. Ow. Phi lao đại pháp. Phi dao đại pháp. Ow. Đỡ. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Chúng ta có gì đây?
Lê Mana. Rồi còn gì nữa không? Có gì đó à? What? Có gì đó sao sao? Có gì đây, có gì đây. À, bảng ánh sáng thì ra là lấy ở trong đây. Ok, mình sẽ lên trên rừng gắn vào trong đó, nhưng mà sẽ có cút chim. Oh, what? Sắp sáng khỏi cần ngủ, mình sẽ đi qua bên kia gắn cậu bé luôn. Có đuốc mà lo gì. Đây rồi, sửa chữa ngăn ủ ve nhiều đồ quá. Qua bàn làm việc ha, mình có luôn nè. Mình sẽ lên chế luôn cái bàn làm việc, mình sẽ ở ngay chỗ này. Ok, đặt ra đây đi. Đấy. Được rổ. Nhiều đồ quá. Gì đây? Giày của yêu tinh. Cái gì vậy? Nhiều đồ quá, không được, không chế được. Tên để chế cút chim này. Ở đây đặt cục đá tảng. Chặn lối đi. Chặn lối đi. Chặn lối đi này. Ăn cái dao này. Hai cây. Đó. Rắn con, quá rắn con, rắn con. Con không rớt ra da rồi. Ok, mình sẽ đi lên trên đây. Trời gần tối rồi, nhanh mới được. Đàn vũ khí cấp 1, 4 khúc gỗ. Ok, mình sẽ đi chặt cây là vũ khí. Hey. Ok, có con thỏ trên kia. Sẽ phải chết không được. Đây qua chỗ này đi. Oh yeah, đây rồi. Rồi, hiểu rồi. Để xem mình chế được cái gì. Quần hai tay. Dấu gỗ. Còn có dây thân. Mình có thể chết được. Mình chết được cái giáo. Mình chế được cái giáo nha mọi người. À đây. Chế luôn. Lâu vậy. Kiếm, dao găm. Còn
có thanh sắt. Cái này cũng cần có thanh sắt luôn. Kiếm hai tay. Cái dấu gỗ đó. Cái chế lâu vậy? Chế đúng lâu luôn mọi người. Không phải nó gì. Nhọn. Ơ. Ê, no. Ấm nhầm rồi. Lên lại. Nhọn. Đưa cho bố thịt nhỏ. Ô, được dây thừng rồi nè. Yeah. Sẽ trang bị cho ta. Hai cây dao này phải tìm cách sao mà phá hủy nó mới được. Không mà thật sự. Ao đánh đau vậy. Ví dụ. Ao. Mình hết sức mạnh rồi, mình hết hết sức rồi, thấy gì ngủ được. Đâu rồi? Chế tạo đống lửa trại. Không đủ đồ. Thôi xuống ngục tối rồi. Ok thì video mình đã dài rồi. Mình sẽ cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau của mình hay hơn về trò này nha. Giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.